Ngồi lái xe và cốt lây, cô hầu hở bạo, Lữ Chí Mơ đã thu hút gần 5.000 mắt cùng hàng trăm nghìn lượt xem. Chỉ ngồi live stream lái xe và thay đổi phong cách cốt lây, mỗi ngày Lữ Chí Mơ đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem trên Facebook cá nhân. Có thể nói, trong vài năm vừa qua là thời đại bùng nổ của live streaming game. Và cũng từ đó mà ngành công nghiệp live stream ra đời. Cũng từ đây các streamer mọc lên như nấm sau mưa. Và mỗi người đều cố gắng tìm cho mình một phong cách riêng biệt để thu hút được người xem. Tất nhiên, mục đích cuối cùng là để trở lên nổi tiếng trong mắt khán giả. Cùng với đó là những lợi ích liên quan đến kinh tế. Nữ streamer Min Ú là một trong số các trường hợp khá đặc biệt khi chỉ ngồi live stream lái xe nhưng đã thu về được rất nhiều mắt xem, lượng người theo dõi cùng lúc trên nền tảng Facebook và hàng trăm nghìn lượt xem khác sau khi kết thúc. Được biết, tựa game mà nữ streamer này thường xuyên live stream là Euro Truck Simulator. Nữ streamer cũng đầu tư trang thiết bị rất xịn với bộ vô lăng kết hợp cần số để đem đến trải nghiệm thực tế nhất cho người xem. Thông qua live stream, có thể thấy tay nghề của nữ streamer này cũng không phải dạng vừa khi từng pha ôm cua và số, vân vân, khá mượt mà. Tất nhiên, để thu hút được người xem, nữ streamer Min Ú cũng cần phải có thêm những chiêu trò nhất định để tạo được sự mới lạ. Thông thường mỗi lần live stream, Min Ú sẽ trở thành một cosplayer, khi thì là nữ phi công, lúc lại là cô gái Hà Lan, hoặc mới đây là một Wonder Woman, vân vân. Và đương nhiên, mỗi một phiên bản cosplay, Min Ú lại khiến cho khán giả phải nhớ đến với sự nóng bỏng và hở bạo của mình. Trên fanpage của mình có thể thấy video của Min Ú thường có khoảng trung bình 500.000 lượt xem sau khi live stream kết thúc. Lượng mắt xem cùng lúc thì luôn duy trì trong khoảng từ 3 đến 4.000. Có những thời điểm lên tới gần 5.000 mắt xem. Đây là một con số mà nhiều streamer khác phải ao ước. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.